Quý vị và các bạn, những năm gần đây, xu hướng tiêu dùng xanh trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Trong đó, đồ may trên đan ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao về chất lượng, thẩm mỹ cũng như tính độc đáo của sản phẩm. Vậy tại sao người tiêu dùng hiện nay lại có xu hướng này? Trong phóng sự hôm nay, chúng ta cùng theo chân phóng viên chuyên mục để tìm hiểu tại cơ sở bán đồ may trên đan của chị Lục Thị Nhân, xóm 8, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng. Các cô đang làm gì mà đông vui thế ạ? Đang bót ngô này à? Cô bót ngô xuống cái những cái đồ dùng như này ạ? À? Rất là đẹp cô nhở? Đẹp đấy, cả đồ này là đồ đẹp. Đồ này là đồ rất là giả như ngày xưa ấy. Rồi. Lấy cây về làm. Cô thường bây giờ người ta còn hay sử dụng những cái vật dụng này để tỉa ngô không cô? Mấy năm trước thì ít thôi, nhưng mà bây giờ là dần dần là bắt đầu lại thấy cái này nó thông dụng hơn, xong là đựng ngô, đựng lúa này nó thoáng, nó không bị mọc mầm. Các cô bây giờ lại thích mua những cái này để dùng. Vâng, cô ơi, thế thì những cái vật dụng này thì bình thường thì cô hay mua ở đâu ạ? Bình thường thì cô thấy cháu Nhân này đi bán ở cạnh nhà cô thì cô xuống mua với cháu Nhân để dùng. Hôm nay các cô thì rủ nhau đi xem hàng, sau đấy thì cùng nhau mua mỗi thứ một ít về để dùng cho gia đình nó tiện lợi. Thế là chị ơi, chị phải chị Nhân không ạ? Chị là Nhân. Chị đang làm gì đấy ạ? Chị đang may mấy cái đồ này ra để cho các cô, các bà xem. Tại vì hôm nay các cô, các bà đến đây cũng muốn mua một ít đồ ấy. Dạ. Vậy thì chị có thể giới thiệu cho em một số sản phẩm của nhà mình đang bán được không ạ? Rất sẵn lòng. Dạ vâng. Khi mà em đến đây thì em thấy nhà mình có rất là nhiều cái sản phẩm mây che đan rất là đẹp mắt. Vậy thì lý do tại sao chị lại lựa chọn mình kinh doanh cái mặt hàng này ạ? Nó cũng xuất phát từ cái sở thích của mình. Từ trước rồi thì mình cũng rất là thích những cái đồ đan lát thủ công này. Và sau những cái lần mà đi chợ ở các huyện thì mình thấy người dân bày bán các sản phẩm này rất là đẹp. Và mình nảy ra ý tưởng là nếu mà mình đem về bán thì có lẽ là nó sẽ là một mặt hàng mà được ưa thích. Thế là mình cũng bắt đầu với một vài sản phẩm nhỏ nhỏ, và qua thời gian thì được mọi người ủng hộ rất là nhiều, và mình cũng đã mở rộng bán các sản phẩm này nhiều hơn. Và hơn nữa, khi mình kinh doanh các sản phẩm này thì nó cũng góp phần là tạo thêm một nguồn thu nhập cho bà con ở vùng sâu vùng xa, và cũng như là để gìn giữ một nghề truyền thống của quê hương mình. Thế chị ơi, thế thì khi mà mình đưa những cái mặt hàng này về bán ấy thì được khách hàng phản hồi như nào ạ? Khách hàng họ có ưa chuộng những cái mặt hàng bằng mây che đan này không ạ? Khi mà mình bán các sản phẩm này thì khách hàng rất là cảm thấy rất là thích, và cũng có những cái phản hồi rất là tích cực. Mọi người dành cho các sản phẩm này nhiều lời khen, và khách hàng còn đặt riêng những cái mẫu lạ hơn, kích thước rất là đa dạng. Thế chị ơi, thế thì hiện giờ thì nhà mình có những cái mặt hàng nào thì đang được khách ưa chuộng nhất ạ? Hiện nay thì nhà mình có các sản phẩm như sản phẩm nón này thì khách hàng rất là ưa thích, tại vì nó là cái vật dụng thiết yếu hàng ngày để che mưa che nắng khi đi ra ngoài. Ngoài ra thì đây cũng là một sản phẩm mà được nhiều người ưa chuộng, bởi vì là nó rất là hữu dụng để bày các bày hoa quả này, các loại thức ăn, hay là cũng có thể là để trang trí thôi, cũng được nhiều người ưa thích. Ngoài ra thì ngoài những cái vật dụng đó thì cũng có những cái đồ để trang trí như là cái đựng châu chấu này, thì
nhiều khách hàng rất là thích cái sản phẩm này bởi vì là nó là được làm rất là tỉ mỉ. Và ngoài cái chức năng là để đựng châu chấu của người dân ở các vùng núi thì bây giờ khách hàng có thể dùng để treo trong nhà, treo trước cửa để trang trí rất là đẹp. Okay. Vâng, công nhận những cái sản phẩm này rất là tinh xảo chị nhở. Không chỉ thể hiện cái sự khéo léo của người đan ấy mà còn cần phải có cả thẩm mỹ nữa đấy chị nhở. Đúng rồi, cái này. Mà để làm được những cái chi tiết nhỏ nhỏ thế này thì là rất là khó và rất là mất thời gian. Thế chị, thế thì ví dụ như cái sản phẩm này thì hiện tại mình đang bán với cái giá như thế nào ạ? Các sản phẩm như thế này thì hiện tại mình đang bán với giá dao động trong khoảng là 40 đến 60 nghìn. Thì nó cũng giá cũng tương đương với các sản phẩm mà làm từ các vật liệu khác trên thị trường. Tuy nhiên là mình cảm thấy là với mức giá này thì khá là dễ để tiếp cận với nhiều khách hàng. Bởi vì là nếu mà để so sánh với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà được nhập khẩu thì mức giá này nó sẽ phù hợp với đại bộ phận người dân hơn. Đây thì có thể dùng được bao khoảng bao nhiêu năm hả chị? Nếu mà mình giữ gìn được thì có cái tuổi thọ của nó có thể lên đến 20 năm. Những sản phẩm này rất là bền và đặc biệt là các sản phẩm này thì rất là thân thiện với môi trường. Đến khi mà không còn sử dụng được nữa mà phải bỏ đi thì nó cũng dễ phân hủy và không gây ra, không tạo ra cái rác thải như các sản phẩm khác. Dạ vâng thưa chị, thế thì chị có tìm hiểu tại sao khách hàng lại ưa chuộng và thích những cái sản phẩm mây che đan này không ạ? Thì mình nhận thấy là khách hàng hiện nay ưa thích các sản phẩm mây che đan này bởi vì là thứ nhất là nó rất là bền so với các mặt hàng tương tự trên thị trường nhưng bằng những cái vật liệu khác. Thứ hai nữa là các sản phẩm này thì nó rất là an toàn đối với sức khỏe con người. Nhất là những cái mặt hàng mà mình để trong nhiệt độ cao ấy, như là các sản phẩm để hấp bánh mà mình để trong nhiệt độ cao thì thường là khách hàng đến đây và nói là ở nhà đã có sản phẩm bằng nhựa rồi nhưng mà vẫn muốn tìm một cái sản phẩm bằng mây tre để thay thế, để như vậy thì nó sẽ an toàn cho sức khỏe của mình hơn. Và thứ nữa là xu hướng của nhiều khách hàng ngày nay thì thích các sản phẩm có những cái nét đẹp truyền thống như các sản phẩm này. Nó có nét gì đấy hoài cổ và thực sự thì nó cũng có cái nét đẹp rất là đặc trưng và đem đến cho cái người sử dụng một cái nguồn năng lượng tích cực hơn và tạo một cái cảm giác thoải mái khi mà ngắm nhìn nó. Đấy là những cái mà cái lý do mà mình nghĩ là khiến cho khách hàng ưa thích các sản phẩm này. Dạ vâng thưa chị, vậy thì hiện nay thì gia đình chị thì đang bán những cái mặt hàng mây che đan này thì qua những cái kênh như thế nào và khi mà bán ấy thì đã nhận được cái sự phản hồi từ khách hàng như thế nào ạ? Hiện tại thì mình đang bán các sản phẩm này qua chủ yếu là qua trang cá nhân trên Facebook của mình. Bởi vì đấy là cái kênh mà theo mình, đối với bản thân mình thì nó tiếp cận được nhiều khách hàng nhất và nó cũng dễ thuận tiện cho mình để trao đổi với khách hàng. Ngoài ra thì mình cũng bày bán ngay tại nhà để những người ở xung quanh có thể đến xem trực tiếp. Khi mình đăng bán trên trang cá nhân trên Facebook thì mọi người cũng phản hồi lại với mình là rất là yêu thích các sản phẩm này. Bởi vì nó đẹp và thực sự là bền và có nhiều sản phẩm thì được làm rất là tỉ mỉ và người khách hàng người ta cảm nhận được cái tâm huyết của người làm ở trong sản phẩm đấy và thực sự là họ phải nói là yêu thích các sản phẩm như vậy. Ngày nay có thể dễ dàng bắt gặp sự hiện diện của đồ mây che đan khắp mọi nơi, từ gia đình đến nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, resort cao cấp.
với đồ biển cao cùng gam màu trung tính trang nhã. Đồ mây che đan có thể ứng dụng linh hoạt trong nhiều không gian sống khác nhau. Tại phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ hay ban công, sân vườn. Chất liệu mây tre mang đến cảm giác ấm áp, thư thái, gần gũi thiên nhiên cho người sử dụng. Trong nền kinh tế hội nhập, đồ mây tre đan với mẫu mã bắt mắt và giá thành hợp lý vẫn khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Từ những món đồ truyền thống, đến nay các sản phẩm mây tre đan không chỉ phục vụ khách hàng trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc. Xu hướng sử dụng đồ mây tre đan không chỉ góp phần thúc đẩy lối tiêu dùng bền vững mà còn duy trì, phát triển các làng nghề truyền thống, gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc. Chuyên mục văn hóa thể thao đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.